Em bé này giống mình hồi bé đấy. Giống cực luôn đấy. Cái mỏ xinh xinh này. Đây là mình nhìn thấy con rơi của mình ở đây rồi. Cho em mang về nuôi nhá. Cho thật à anh? Ê, người kinh dưới kia là tưởng thật đấy nhá. Thật, em thật thà lắm đấy, tặng đi. Không. Bởi vì nó giống em hơn không anh rồi. Mà 500 500 triệu? Vâng. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Hoàng Nam sẽ giới thiệu đến cho các bạn một Hà Giang hoàn toàn chân thực. Một Hà Giang thực sự, không phải Hà Giang dành cho du lịch. Và hôm nay thì Nam đang có mặt tại thôn Khai Hoang thuộc xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Bây giờ thì trước tiên chúng ta hãy làm quen với những người bạn nhí, những người bạn địa phương nha. Xin chào các con. Ui dồi ôi, sao mà nhiều thế? Không biết là mình có đủ kẹo cho từng người không nhỉ? Nào bây giờ thì tiêu chuẩn là mỗi người sẽ được như này nha. Nào, ai bé nhất nào? Con nhá, bắt đầu từ con nhá. Đây, ôi toàn những gương mặt nam thanh nữ tú, cực kỳ là đẹp đẽ luôn như những thiên thần. Nào các thiên thần lại đây, thiên thần mặc áo cờ Việt Nam. Đấy. Đây, thiên thần bóng đá. Thiên thần bóng đá đây. Đây. Thôi đây đây, này, hai mẹ con tranh thủ. Đấy. Nào, còn ai nào? Đây. Em bé này. Tay này. Đấy. Rồi. Đây, của con đây. Sao chắc là buổi chiều là một lũ trẻ con này là được gia đình cho đi chơi với nhau đấy, cho rủ nhau đi đâu. Ơ, từ nãy giờ là chú chưa nghe thấy ai nói là con xin nhá. Con xin đi. Ơ, con có nói được không? Nói được tiếng Kinh không? Bạn là con xin. À, chỉ biết khoanh tay thôi, không biết nói là xin. À, chứng tỏ là để mình sẽ tìm hiểu xem về trường lớp của các cháu như nào mà không chưa thấy ai xin mình nào. Của con đây. Con xin à? Ô, không thấy đứa nào xin luôn. Này, lớn rồi cũng. À. Con nói tiếng Mông đúng không? À. Rồi. Đây. Đây thằng nhóc này ngầu nhất này, ra đây nào. Nào, ra đây. Con tên là gì? Rồi, bọn này chưa nói được tiếng quốc ngữ, chưa được đi học chữ quốc ngữ rồi. Đây, cho con hai cái này. À. Đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây là một cái khu vực rất là xa xôi, ngay biên giới với Trung Quốc. Có thể nói rằng là mọi người đây là mở mắt ra là nhìn thấy đất của Trung Quốc luôn. Nào, còn đứa nào chưa có không? Có. À đấy. Có này, ra đây. Thì mình đi theo bọn nó xem mà bọn nó đi đến tới đâu nào. Nào. Còn đứa nào nữa không? Này. Thằng nào? Này. Thằng cầu thủ số 9 kia. Đây. Không. Con có ăn không? Này, cầm lên cho vui. Cười. Ngại à? Con có chưa? Chưa. Đây. À, chứng tỏ biết nói mà. Sợ. Nhưng mà những đứa nhỏ này là chưa biết nói giỏi đúng không con? Bọn nó nói được tiếng Kinh không? Mấy đứa này này. À, nói những câu khó hiểu bọn nó. Này của con. Ừ. Bây giờ những cái thiên thần này xuất hiện ra để cho mình có thể là làm quen với một gia đình. Theo các bạn thì mình nên lựa đứa nào nhỉ? Cái thằng ngầu nhất này đi. Đi nhá. Có vẻ như là nhà có điều kiện hay sao này. Dây chuyền bạc này. Ở đây có đứa nào có dây bạc đâu. Toàn là cái dây bằng vải không à. Cô bé này còn để chìa khóa nữa cơ. Chứng tỏ là chìa khóa nhà hay chìa khóa gì đây này. À, vậy là chúng ta sẽ làm quen với một bạn gia đình có điều kiện. Hay là với một bạn khó khăn nhỉ. Nhưng mà thôi, trông ngầu này thì cứ làm quen với bạn này đi. À, con chưa có à? Con chưa có kẹo đúng không? Đây. Trông con cũng như kiểu là gia đình có điều kiện đấy nhá. Trông cũng mập mạp đáng yêu lắm.
Thế bây giờ quay trở lại chú bé siêu ngầu này. Đấy. Bên nhà con ở đâu? Nhà con ở đâu? Ai dịch giúp chú với? Nhà của bạn này ở đâu? Đây à? Đây luôn à? Ờ, thế đi vào làm quen nhá. Đi. Đấy. Đây nhà con đây đúng không? Ừ. Bọn này nói chưa được sõi. Đâu xem nào. Đâu? Nhà đâu? Đây à? Ờ, đi. Cậu bé ngầu nhất này sẽ là cái cơ duyên của tôi ngày hôm nay. Ở đây các nếp nhà đều là nhà trình tường làm bằng đất hết các bạn ạ. Sống giữa một cái thung lũng mà xung quanh là núi. Đây à con? À. Thế bố mẹ có nhà không? Nào con phải vào giới thiệu chứ. Bố mẹ đi làm hết à? Có ai ở nhà? Bà. Ôi, hóa ra bọn chúng nói được. Nói thì sao lúc đầu không nói chuyện với chú? Bà. À, ok. Vậy là bố mẹ đi làm hết đúng không? Thì ở đây có chỗ nào hay không? Con dắt chú đi xem, đi chơi nhá. Đi chơi đi. Nào, có chỗ nào hay? Đây, cho con luôn cả cái túi này, coi như là đại sứ nhá. Tí đã thấy cho bạn nào thì cho, này. Đi. Tôi muốn thằng nhóc dẫn tôi đi một vòng quanh ngôi làng xem là có cái điều gì đặc biệt không. Có chỗ nào mà bọn con hay đi chơi không? Chỗ nào mà đẹp hay là chỗ nào rất là kiểu đặc biệt đi. Chỗ nào hay hay em dắt chú đi. Bên nào? Đi bên nào? Ở kia thôi. Ở kia nào? Chỗ nào? Ở kia thôi. Ok, thì ra đấy nhá. Đi. Con tên là gì? Sơn. Sơn năm nay bao nhiêu tuổi? 10. 10 à? 10 hay bao nhiêu? 10. Ok. Sơn 10 tuổi là cũng tầm bằng con chú rồi. Thì bây giờ là mình sẽ đi đến một cái chỗ rất đặc biệt ở đây nhá. Nào con chỉ đi. Đi thẳng đúng không? Ở đây thôi. Ở đây á? À. Thì ra là trong cái tiềm thức của bọn trẻ con là một cái bãi đất trống, là cái chỗ mà bọn nó hay vui chơi, là cái chỗ này là chỗ vui nhất ở đây rồi. Đây. Thế cái chỗ này là chỗ chúng ta gặp nhau mà. Quay đi quay lại đúng một vòng. À. Em bé này chưa có kẹo đúng không? Con làm đại sứ của chú, con cho bạn ấy kẹo đi. Con cho bạn ấy bao nhiêu, mấy cái? À, rất nhiều em bé chưa có kẹo này. Cho mỗi em một cái nhá, thì mới đủ được. Đấy. Các bạn thấy Sơn ngoan không? Ui. Cho kẹo mà cũng khóc. Kiểu tóc của Sơn cũng rất là ngầu nhá. Gương mặt cũng rất là ngầu nhá. Nhưng mà đó chỉ là cái bề ngoài thôi. Còn Sơn rất là ngoan đấy. À, Sơn vẫn chưa đủ cho mỗi một bé hai cái kẹo. Hình như còn một bạn mặc cờ Việt Nam chưa có này. Thấy chưa? Vui không? Mình làm việc tốt mình vui nhỉ? À, thế bây giờ... bây giờ bọn con hay đi chơi ở đâu? Có chỗ nào vui không? Đưa chú đi. Có chỗ nào đẹp không? Hay ngắm cảnh ấy? Con biết chỗ nào không? À. Ở đâu? Bọn con hay ngắm cảnh ở đâu? Mọi người vẫn còn đang ngần ngại rất là nhiều thứ. Sao? Thế nào thằng lớn nhất ở đây có chỗ nào đẹp không? Đây ra đây. Chỗ nào đẹp không? À, bọn con hay đi chơi ở đâu? Ô, em bé này giống mình hồi bé đấy. Giống chú hồi bé nhá.
Không biết các bạn thấy có giống nhau không? Giống nhau nhỉ? Giống cực luôn ấy. Cái mỏ xinh xinh này. Thế là mình nhìn thấy con rơi của mình ở đây rồi. Thế đem về nuôi được không? Đem có à? Con của ai đấy? Của cháu đấy. À, cháu nhà mình à? Con anh luôn đấy hả? Thế hả? Anh có mấy đứa? Ba đứa à? Đây là đứa thứ mấy? Đứa đầu tiên à? Thế trông giống nhỉ? Trông giống em nhỉ? Cho em mang về nuôi nhá. Vâng. Nào, đây chú bé về nuôi nhá. Nào, đi theo chú về Hà Nội nhá. Nhá. Nào, thế chào bố đi. Chào bố đi, về Hà Nội đi. Chào đâu. Đi không? Nào, chào bố này. Mình rất là vui bởi vì ở một cái nơi xa xôi biên giới với Trung Quốc, cách đường biên của Trung Quốc đúng chắc là hơn chục mét chứ mấy. Ngay đầu kia là biên giới rồi, là một con sông. Thế bây giờ là đã gặp một bản sao nhí của Hoàng Nam. Đi nhá. Cho thật à anh? Không à? Tưởng cho thật. Rồi. Hai con ở lại nha. Khóc à? Khóc thì đem kẹo ra dỗ. Nói chung ở đây là mọi người buổi chiều là không có cái gì giải trí mấy, là tất cả tụ tập ở cái khoảng sân này để giao lưu, chơi bời, chơi trốn tìm. Rồi các chị, các mẹ thì ngồi nói chuyện với nhau. Thế bây giờ là tối nay ấy, em muốn ăn tối ấy. Bây giờ cũng muộn rồi, em muốn ăn tối ở đây thì anh nấu cho em bữa tối được không? Anh nấu cơm tối cho em được không? Ừ. Ăn cơm ấy. Được không? Được nhá. Thế đi, thôi về nhà mình đi. Về nhà mình thôi, được rồi, tôi đã tìm ra manh mối rồi. Đã, bản sao của Hoàng Nam Nhí sẽ đi về nhà bản sao Hoàng Nam Nhí ăn tối nào. Đi. Ôi giời. Sau một hồi tìm được những cái cơ duyên của mình thì tôi đã tìm thấy được bản sao của mình. Và đây sẽ là cái cơ duyên mà cho tôi được bữa tối nay. Ở một cái nơi hoang vu như này thì mình đỡ bị đói. Ôi. Tôi cảm giác như lạc vào một cái ngôi làng cổ tích ấy các bạn ạ. Bởi vì những cái con đường đất này, những bức tường bằng đất này. Ồ, đẹp quá. Không có tiền đâu, như này mới đẹp ấy. Rồi những cái ngôi nhà xây dựng nó không theo một cái tức là một cái kiểu quy hoạch bàn cờ nào. Nó kiểu, nó mọc kiểu rất là ngẫu nhiên. Và những cái con đường đưa chúng tôi đến đi cũng rất là lắt léo. Đây rồi, tới nhà mình rồi. Ôi, vào đúng nhà giàu nhất luôn. Đây, nhà mình đứng đây. Và đây nữa. Đúng nhà giàu nhất làng rồi. Xem là nhà con như nào nhé. Thảo nào con ăn mặc ngầu thế. Con là một cháu bé hiếm hoi mà có xăng đan này, quần jean này, áo sơ mi này. Đấy. Nhìn nhau thấy giống nhau không? Ngày hôm nay nhờ có bé Hoàng Nam Nhí ở đây thì mình mới có cơ duyên gặp gỡ mọi người, mới thấy gia đình rất là đông, đông các thành viên và rất là vui vẻ, ấm cúng. Thì bây giờ trước tiên anh em mình khởi động, có cái nhờ anh nhỉ? Có gì ăn đây?
Vâng. Mình ăn không có ăn giọng ăn đấy. Như này em thấy là rất ngon rồi. Không ngon. Đây. Ừ. Tròn chút chút. Em nhấp nhấp một tí thôi nhá. Vâng. Mời. Đây. Ăn cơ đấy à? Nhá. Vâng. Ừ, ăn đây nhá. Cái này nhá. À. Ừ. Xin mời mọi người. Các con ăn đi. Đã đủ bát đũa chưa? À, bát đã. Cái này không đủ chứ. Cái ông tỷ cháu lo hai món này. Kiểu nhà đông con quá, nhà đông quá mình quên cả bát đũa. Thế trong lúc mọi người đang lấy thêm bát đũa thì em muốn hỏi anh ấy là nhà mình là em thấy là một trong những căn nhà hiếm hoi mà xây ấy, thì là anh làm việc gì thì mình mới có tiền mình xây nhà như này? Xây nhà đây của tô. À, thì anh làm gì ra tiền? Anh đi làm gì ra tiền? Là Trung Quốc về. À, anh đi Trung Quốc à? Vâng, Trung Quốc về làm được cái dây điện về có tiền để làm nhà. À, tức là anh sang Trung Quốc anh làm thợ điện à? Anh mắc kéo đường dây điện. Vâng, cái này dây điện rồi. Thì anh đi sang Trung Quốc là đi ngay đây đúng không? Vâng. Là anh đi đi qua cửa khẩu hay là đi qua đường mòn lối mở? Không cho sổ hộ khẩu đi mã lệnh đi rồi. À, tức anh phải có hộ chiếu à? Vâng. À, có hộ chiếu thì mới đi đúng không? Vâng. À, tức là đi chính ngạch đấy đúng không? Vâng. À, thì anh đi bao nhiêu năm rồi? À, 2 năm rồi. 2 năm? Vâng. Thì là do dịch thì mới phải về rồi đúng không? Vâng. À, thì 2 năm anh làm bên đấy thì anh kiếm được nhiều tiền không? 500. 500 triệu? Vâng. Ồ, nhiều nhờ. 500 rồi. Thế thì bên đấy là 1 tháng anh kiếm được khoảng bao nhiêu? Một tháng là 20 triệu năm thôi. 20 triệu năm? Vâng. 20 triệu 500 nghìn. Vâng. À, thì bên đấy thì mình cũng tiết 20 kiệm. 50 triệu. Hay là 25 triệu? Vâng, 25 triệu rồi. À, 25 triệu. Vâng. Đúng rồi, thế thì khoảng 10 tháng là anh được 250 triệu. Vâng. Còn 2 tháng còn lại còn khoảng 50 triệu thì là mình dùng để chi phí xong suốt cái năm đó. Thì rất là tiết kiệm ấy nhờ. Vâng. Thì về nhà xây được như này. Nhưng mà đồ kiểu đồ đạc em cũng chưa thấy nhiều ấy. Chắc là... hết dịch thì anh có kế hoạch là quay trở lại Trung Quốc để làm việc nữa không? Vâng. Có à? Có đấy. Hết dịch thì quay lại đúng không? Vâng. À, thế thì Hoàng Nam Nhí thì ai sẽ nuôi? Vâng. Bạn này thì ai sẽ nuôi? Bạn này cho em đi. Không. Sao? Tặng đi. Không. Bởi vì nó giống em hơn không anh rồi. Mà. Giống nhau mà không. Ừ, tặng đi. Em hàng năm em sẽ đưa cháu về thăm. À. Mỗi 1 năm 1 lần em sẽ đưa cháu về thăm. Bởi vì anh cũng đi Trung Quốc rồi còn gì nữa à? Không. Năn nỉ ấy. Rồi, bé rồi cho đi của em đi bố mẹ không. À, mọi người không đồng ý đúng không? Không đồng ý. Thực ra Hoàng Nam nói vui thế thôi chứ cháu vẫn phải ở với bố mẹ thì là vui nhất. Để, mình muốn xin cháu là đúng là mình cũng có cái khao khát là muốn có một cháu để nuôi, để chăm sóc, để sau này đào tạo trở thành một YouTuber đi cùng với bố, hai bố con đi khám phá với nhau ấy. Đấy là cái rất là kiểu đau đáu trong lòng ngày hôm nay, kiểu thấy một cháu bé lại giống mình quá. Thế là mới ngỏ ý định như vậy thôi. À. Anh không cho thật à? Không. Sao lúc đầu anh bảo là cho? Không. Nói vui thế á? Này, người kinh dưới kia là tưởng thật đấy nhá. Em thật thà lắm ấy. Lần sau không được rồi. Nói vui thế nhá. Yeah. Lần sau phải nói thật nhá. Không. Ăn cơm đi. À, ăn cơm đi, đầy đủ rồi. Không có gì cho em, không có rau ăn đấy à? Vâng. Rồi các cháu ăn đi. Đây, ăn đấy. Cháu này Hoàng Nam Nhí. Đũa thìa thìa. Thìa của con đâu? Đáo thử cháu thôi nào. Ô, bé xử vào. Ô, không có đơn đấy. Đông quá lại quên, bây giờ phải rồi. Xem là thiếu mấy cái. Vâng. Thiếu 2 cái. Ừ, thiếu 2 cái rồi. 3 cái. Ba. Ô, cà phê sữa. À, mâm cơm thì tôi thấy cũng khá là điển hình giống một số đồng bào người Mông khác, một vâng. số gia đình khác, đó là cũng có củ đậu nấu canh này, rau bí mùa này đúng không? Mùa rau bí rồi. Vâng.
thì rất là sẵn, hầu như nhà nào cũng dùng rau bí. Còn đây tôi thấy có thịt lợn này, đây thịt lợn đen này anh. Vâng. Đấy, thịt lợn đen ấy là rất là gia đình có điều kiện khá giả thì mới đĩa thịt mới to này và nhiều thịt nạc như này. Đấy, thịt lợn thì không những là được rang lên mà còn xào với cả rau bí nữa. Đấy, thôi để gắp cho Hoàng Nam nhí nha. Thế gắp cho Hoàng Nam nhí thì mấy cháu này lại cứ nhìn mình. Thôi để chú gắp thêm cho này. Nói chung là với trẻ con mà giữa chốn đông người này thì không thể yêu thương một đứa quá được. Làm sao phải để tất cả là cân bằng. Đúng không? 1, 2, 3, 4. Thế còn thiếu bé này. Thiếu bé gái này đúng không? Đúng. Nhiều con quá, nãy giờ ngồi 30 phút rồi mà vẫn còn thiếu hổng đứa nọ, thiếu đứa kia. Rồi phải con này, của con này không ăn, không thích ăn rồi. À đây không thích ăn à? Không thích ăn rồi. Ôi buồn ngủ này. Vâng. Buồn ngủ không rồi. Không thích ăn rồi. Thế thì nhường nhá, nhường này cho bé gái này, con này. Để đây nha. Không thích ăn cơ. Giàu gì? Nào thì ăn đi. Vâng. Này đây. Ăn đi. Ăn nó bỏ ra xây. Hoàng Nam nhí ăn đi. Tuân tuần tỷ nha. Nếu có tuần tỷ nha. Con ăn được không? À, không ăn thôi. Không ăn đâu á? Vâng. Bỏng đó không ăn thôi. Ồ không ăn đâu. Vâng. Thì con chỉ ngồi đây để cho làm nền cho chú thôi đúng không? Làm mọi người sẽ cảm thấy biết được hai chú cháu mình giống nhau thôi đúng không? Chứ con không có ăn cơm nhỉ? Đấy. Rồi xin mời cả nhà nhá. Ăn cơm trước nha. Thôi các con ăn đi. Ăn đây. Ừ. Mọi người hơi ngại một chút thôi, không sao, mình cứ ăn trước nhá. Vâng. Xin mời cả nhà nhá. Vâng. Cây hôn tí đấy. Ăn không thích. Nè. Xin nè. Hoàng Nam nhí ăn cái này không? À, để bón cho con này. Ăn đi. Không ăn à? Nếu phú ăn nó này, ăn nó tàu này. Không ăn đâu. Không ăn đâu. Chả tính ấy. Ban giờ ăn thôi. Ban giờ ăn. Ăn đi. Vâng, vâng. Tôi nghĩ sánh là cũng có một cái cảm giác là nó giống tôi đấy. Vâng. Hai chú cháu cứ nhìn nhau từ nãy đến giờ mà kiểu ngại ngùng không nói nên lời ấy. Cứ ngồi lặng thinh nhìn nhau thôi. Vâng. Ngày xưa em bé em cũng ít nói lắm. Vâng. Cũng như này. 3 tuổi rồi. Tôi rất là bất ngờ và vui khi gặp bà Sánh. Có thể nói là Hoàng Nam nhí cũng được, bởi vì cái vẻ bề ngoài rất là giống tôi, cũng như là tính cách cũng ít nói, cũng có gì đấy rất là trầm tính mà thích quan sát mọi người. Mình cảm giác như là hay là chúng tôi có một cái sợi dây gì đó từ kiếp trước, hay là như thế nào đấy. Với chúng tôi ở rất là xa xôi mà gặp nhau ở đây thì giống nhau như vậy. Thậm chí là tôi thì giống tôi hơn là bố mẹ. Bố mẹ cháu có nét gì giống cháu bé cả. Cháu cứ giống mình này đến 80% như này. Đấy thì mình rất là vui. Và mình nghĩ là ngay cả các bạn cũng thấy, biết đâu đấy ở trên thế giới sẽ có người giống hết các bạn luôn. Và xin cảm ơn anh, cảm ơn chị đã cho em một cái kỷ niệm rất là đẹp ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người nhá. Và em cảm ơn. Cảm ơn nhá. Cảm ơn chị nhá.